Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Thử Thách Bất Ngờ. Đỗ Phú Quý hôm nay cực kỳ vui và hào hứng khi được đến với tham dự chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp khách mời thứ hai của chúng ta, đó chính là diễn viên, YouTuber Fanny Trần. Em chào anh Quý và các khán giả đang xem chương trình Thử Thách Bất Ngờ. Mình là Fanny. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chơi thứ ba, đó chính là ca sĩ, nhân viên ngân hàng Ngọc Hưng. Xin chào các bạn. Cái lúc mà đi học thì mình cũng gọi là khá khá về cái môn ngữ văn đó, nhưng mà sau khi mà mình đi làm cuộc đời, đúng rồi trải đời thì em cũng gặp những cái gọi là thắc mắc nhỏ đó, nên hôm nay em đến chương trình này cũng như là củng cố lại cái kiến thức và cũng như là cái ngữ pháp trong tiếng Việt ạ. Và sẽ cùng gặp gỡ người chơi ở vị trí cuối cùng, một cô gái rất đáng yêu, đó chính là bạn sinh viên của trường sân khấu điện ảnh Tự Mi. Xin chào chị Tường Vy và chào quý vị khán giả đang xem chương trình Thử Thách Bất Ngờ. Dạ thì phần chính tả của em á, thì em hay sai lắm. Cho nên là em mong là tới chương trình này em sẽ được học hỏi thêm và bớt sai chính tả một xíu. Hồi nãy giờ có một điểm chung, tụi cả bốn người chơi của chúng ta là vừa ra cái là không, em đến chương trình là hả học hỏi nha, giao lưu thôi nha, rồi chính tả của em là dở lắm nha, xíu nữa là bắt đầu điểm là toàn là chót vót không đó. Ôi, chót vót không. Đã có ai từng học giỏi văn không nhờ, chuyên văn không nhờ? Không, em không có chuyên văn, nhưng mà mỗi lần thi em cũng được điểm cao cao không? Khá nhiều văn. Dạ. Khá thì cũng thú nhận thật là Quý đã từng học chuyên văn ạ. Wow. Đã từng ạ. Và cái chữ chuyên văn nó đã kéo dài trong một thời gian ngắn là một năm thôi ạ. Là lớp 9 ạ. Và từ lớp 9 cho tới bây giờ nó là cả một khoảng thời gian rất dài. Coi như là chưa từng nói gì đặc nha. Dạ. Nhưng mà hồi nãy giờ coi như là Quý cũng giới thiệu ra là thật ra cũng học chuyên văn đó ạ. Nhưng mà Vi cũng giới thiệu nho nhỏ luôn nha, là những bạn khi mà tham gia chương trình á, mà mới vừa vô mình giới thiệu là em là sinh viên ngữ văn á, em là cô giáo dạy văn đó ạ. Wow. Thường hay là điểm thấp lắm nha. Vâng. Hay lắm chị ơi. Thì coi như là lỡ như ngày hôm nay Quý phá vỡ cái lời nguyền đó làm sao ạ? Hợp lý. Phá vỡ lời nguyền luôn nha. Dạ. Nhưng bây giờ mình sẽ xem thử coi bốn thành viên của chúng ta ngày hôm nay có vượt qua được những thử thách của chương trình hay là Phú Quý có phá vỡ được lời nguyền hay không. Và ngay bây giờ sẽ đến với vòng thi đầu tiên mang tên Biệt đội ngôn ngữ.